Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Trần Dung, năm ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, quê Thừa Thiên Huế. 1. Đồng chí Dương Văn An, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận. Đồng chí Dương Văn An sinh vào ngày 15 tháng 2 năm 1971, ngày vào Đảng 25 tháng 1 năm 1997. Quê quán xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý. Về quá trình công tác, năm 1993 đến tháng 6 năm 2005, cán bộ ban thiếu nhi trường học, ban xây dựng đoàn, phó ban rồi trưởng ban tư tưởng văn hóa, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế khóa 11-12. Tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2007, phó bí thư rồi phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Tháng 8 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008, bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tháng 8 năm 2007, ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn khóa 9 tháng 12 năm 2007. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 5 năm 2008. Tháng 7 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009, ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn khóa 9, trưởng ban tổ chức Trung ương đoàn, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương đoàn. Tháng 8 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011, bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 9 kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương đoàn. Tháng 1 năm 2012 đến tháng 3 năm 2014, bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 9, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Ban bí thư Trung ương Đảng đã điều động chỉ định tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 13 tháng 10 năm 2015, tái đắc cử phó bí thư tỉnh ủy Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa 14, đồng chí đã được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí đã được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Lê Quốc Hùng sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1966, ngày vào Đảng 25 tháng 6 năm 1991, quê quán xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, cử nhân quản lý hành chính về trật tự xã hội. Về quá trình công tác, tháng 10 năm 1993 đến tháng 7 năm 1995, cảnh sát khu vực, cán bộ tổ chức chính trị, công an thành phố Huế. Tháng 7 năm 1995 đến tháng 9 năm 1999, cán bộ tham mưu, công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 9 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 12 năm 2000 đến tháng 11 năm 2007, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 11 năm 2007 đến tháng 8 năm 2015, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 8 năm 2015, Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 11 năm 2018, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5 năm 2020, kiêm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự, Cơ quan Quản lý Tạm giữ Tạm giam thuộc Bộ Công an. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí đã được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Đồng chí Lê Trường Lưu,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Lê Trường Lưu sinh vào ngày 23 tháng 1 năm 1963, ngày vào Đảng 11 tháng 6 năm 1992, quê quán xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ, quản lý kinh tế, cử nhân hành chính. Về quá trình công tác, năm 1999, Giám đốc Sở Tài chính Thừa Thiên Huế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Thủy. Tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2004-2011, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ tháng 9 năm 2010. Tháng 6 năm 2011, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 9 năm 2014, Ban Bí thư đã chuẩn y đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 6 năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 16, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí đã được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 4. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng chí Châu Văn Minh sinh vào ngày 11 tháng 2 năm 1961, ngày vào Đảng 26 tháng 11 năm 1996, quê quán Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ ngành hóa. Về quá trình công tác, trước tháng 7 năm 2007, Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tháng 7 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tháng 2 năm 2008 đến nay, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus thuộc hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 5. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đồng chí Lê Hoài Trung sinh vào tháng 4 năm 1961, ngày vào Đảng mùng 6 tháng 6 năm 1986, quê quán huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ luật, thạc sĩ luật quốc tế và ngoại giao. Về quá trình công tác, tháng 10 năm 1982, cán bộ tại vụ các vấn đề chung, nay là vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao. Năm 1983 đến năm 1986, tùy viên tại phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tháng 12 năm 1986, cán bộ tại vụ các vấn đề chung Bộ Ngoại giao.
Tháng 12 năm 1990, bí thư thứ 3 tại phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tháng 12 năm 1995 đến tháng 4 năm 1999, trợ lý vụ trưởng rồi phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao. Năm 1999 đến năm 2002, tham tán công sứ phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Năm 2002 đến năm 2006, tái bổ nhiệm làm phó vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao. Năm 2006 đến năm 2010, quyền vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao. Tháng 12 năm 2010, thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 2011 đến năm 2014, đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tháng 10 năm 2014, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Tháng 1 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 5 năm 2016, thứ trưởng, chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, trưởng đoàn đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban Liên hiệp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia, trưởng đoàn đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam Lào, trưởng đoàn đại diện biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng đoàn đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam Trung Quốc. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.